Vâng, Vật Cường lại xin chào mọi người. Chiều hôm nay là chiều ngày mùng 8 tháng 9 âm lịch. Cường lại đi kiểm tra mấy đàn ông, gọi là bây giờ phải kiểm tra liên tục mọi người. Sợ nó đắp mũ nó lại chia đàn mất. Ở đây nó cũng đông quá nên là phải tách ra thì phải nhấc lên được. Phải cho mọi người xem cái đàn ông này. Cái chỗ này nó khu này nó có để có một mình nó chỗ này thôi. Ôi trời trời trời. Ôi trời. Mọi người ạ, đây là một cái vắt ngăn. Đàn ông này hoàn toàn khác với đàn ông nọ. Đây là cái vách ngăn mọi người nhé. Vách ngăn. Ông của em nói đấy. Rất là khốn nạn cái là nó cứ xây lung tung. Nó cứ vớ được chỗ nào là nó xây chỗ đấy mọi người ạ. Không vào một cái hệ thống gì. Chà ôi, họ cho vào quá. Úi chà. Úi, họ cho vào. Ông ngoài nhà của em nói chung là chú toàn chú đẻo nhưng mà đẻ rất là chối, đẻ chưa được kịch xả mà nó lộ cha lộ chỗ như này. Ông của em nó thuộc về dòng kiểu là dòng chú đẻo nuôi nuôi nên chả biết lúc nào mà lần. Năm sáu phần nữa thì phải tới xả mọi người. Trên mạng người ta nói là hồng cứ đẻ kịch xả mà. Nguyên Cường chăm mãi mà nó không đẻ được kịch xả. Nó chỉ đẻ được như vậy. Biết nuôi kiểu gì. Hôm nay thì làm sao nó lấy được mật cái gì. Bên này thì để không bằng nó thôi. Còn thì nó nằm hết khu vực bên đây. Đấy. Nó gọi là cái khu quanh ao mà Nguyễn Cường cũng đã đăng mấy cái video rồi. Lần nọ thì quay ở bên cái mé kia. Còn cái dọc mé từ đây đổ cho đây là chưa quay cho mọi người xem. Đều đẹp hết. Đều. Thậm chí như có cái đàn ghé kịch xả. Sát tới xà luôn. Hôm nào nó quay toàn bộ cả cái khu chỗ này vào một video để cho mọi người xem. Tất cả chỗ này là khoảng gần hai chục đàn. Mọi người sẽ quay tất cả đàn này cho mọi người xem. Ôi, xin chào mọi người nhé. Mọi người cho một cái ý kiến. Vâng, Nguyễn Cường Lịch xin chào mọi người nhé. Hôm nay là sáng ngày 12 tháng 9 âm lịch. Nguyễn Cường lại tiếp tục đi kiểm tra ông ở một nơi khác.
và Nguyễn Cường cho mọi người xem cái đàn ông này. Và hôm nay dò ra thì nó lại có cái mật, cái màng vịt nắp nó màu vàng, mà từ cái ngày nuôi ong đến giờ thì chưa bao giờ thấy, mà nay lại thấy nó có cái màu vàng. Không biết là nó như thế nào đây. Đàn này 4 cầu, quả là quân cũng vừa vừa thôi, quân vừa chứ không đông lắm. Cầu mài như này rất là, đây là lỗ ông thợ hay là mật này vít nắp này mọi người. Quay xa xa ra một chút. Vâng, như văn viết có nói thì những cái cân vịt ấy nó mọc, bây giờ mọc như là nấm. Đúng rồi, Nguyễn Cường cũng thấy là mọc như là nấm. Mà cái nấm tốt mà nấm ăn được ấy thì lại rất là ít. Mà cái nấm độc hại thì nó lại rất là nhiều. Rất nhiều cái nấm độc hại. Chung đẻ không được phẳng đét, còn lỗ chỗ lắm. Nhiều người thì bảo là nhấc cái cầu ong này, bảo là giờ ong nó còn đang đi làm. Quần nhộng trả được cái chó thì để đổ cho cái nọ, đổ cho cái kia. Đăng video này nói khiếp lắm. Nhưng mà lúc đi vào thực tế thì nhìn cái cầu ong nó trả được cái chó thì để bảo ong nó còn đang mãi đi làm. Bây giờ đang là 10 giờ sáng đây, 10 giờ sáng ngày 12 tháng 9. Bốn cầu như cả bốn. Đây cái màu này nó ít lắm, nó có cái màu vàng đây. Thế nó đúng ra Nguyễn Cường thì giờ mới nhìn thấy thôi, chứ trong theo khi mọi người này cũng nhìn thấy rồi. Đây này có cái màu vàng vàng. Chưa có, bây giờ mới đang cơi cơi một chút tí không được cái đàn này thôi. Không biết nếu mà quay vào cái tầm ông nó thôi đi làm về thì không biết là nó còn như thế nào nữa, mà cái đàn này gọi mới là cái đàn vừa quân thôi, chưa được đông đâu mọi người. Cái đàn này là đàn vừa quân, chưa được đông. Thế nên là mọi người cũng để ý xem nhiều cái kênh, ta rút ra nhiều cái kinh nghiệm,
sàng lọc đâu là những người nuôi ong có chất lượng, đâu là những người nuôi ong độc hại, gọi là nấm độc hại đấy, virus độc hại đấy mọi người ạ. Thì mọi người cũng phải lên án mà cũng nói để cho người ta biết. Chú Nguyễn Cường hay vả lắm, hay nói lắm. Biết người ta có cái đàn ong như này thì người ta còn rú lên chứ phải không, người ta rú lên ý. Đây mới là bình thường thôi. Đấy. Nếu như ai ví dụ như là có mua một cái đàn ong này về mà chia làm 4 đàn vẫn cứ mạnh mẽ, vì sao? Cái lượng quân nó ra rất là đông. Còn mấy cái kênh vịt nữa, nó bảo là nó thay toàn bộ cái cầu mới, mà cầu mới bây giờ mọi người biết là nói chung là nó mới đẻ vào thì sau một tháng thì nói chung với con lớp nó bắt đầu nó visa để nó làm việc, thì quân nó sẽ tụt mà sẽ thưa đi mọi người ạ. Biết là thay vào cái cầu mới thì nó được lợi hại gì nhiều lắm đâu, mà những cái cầu còn dùng tốt thì nó có ảnh hưởng gì. Quan trọng người ta nhìn cái đàn ong nó phải là thứ nhất nhộng, nó phải đẹp, đàn ong phải tương đối là tròn trịnh một chút, chứ đừng nói chung là đừng nói phép đấy. Bảo là làm cái video quay tổng thể tất cả các đàn lại để cho mọi người thì xem, nhưng mà chưa có thời gian mọi người ạ, chưa có thời gian. Thôi xin chào mọi người nhé. Vâng, Nguyễn Cường lại xin chào mọi người nhé. Hôm nay là sáng ngày 17 tháng 8 âm lịch. Nguyễn Cường lại đi kiểm tra mấy cái đàn ong ở khu vực này là có 5 đàn. Vì nói chung là nó cũng hơi đông một chút nên là không phải, nó lại có cái lưỡi mèo nữa nên nó phải tách ra thì mới nâng lên được. Chứ không có thì nó cũng rất là khó nâng lên. Và Cường lại cho mọi người xem những cái đàn ong của Nguyễn Cường như thế nào. Đàn thứ ba cũng đã rút một cầu và viện cho cái những đàn ở kia rồi. Đây, cầu này là lào hôm 2 tháng 9 mọi người ạ. Đây, ở Nguyễn Cường hay có cái thói là khi mỗi lần lau cầu nên là cũng ghi cái ngày tháng để mình biết là nói chung cái cầu này lao được là nó được bao nhiêu tháng rồi để biết lối. Đây, ngày 2 tháng 9. Lứa nhộng này sắp nở rồi. Mọi người có thấy đẹp không? Một cái cầu quần này nó nở ra thì hơi bị đông.
mệt nhậu. Chưa được kịch xả. Trong một tháng này chưa tròn một tí nào cả. Tháng này là chưa vừa tròn. Gọi là từ tháng 7. Bắt đầu từ tháng 7 đến giờ mới cho ăn có 2 đợt. Đàn này cũng thế 4 mọi người ạ. Đàn này cũng thế 4. Mọi người có nhìn rõ không? Đấy, ông đực nở rất là rộ rồi. Chỗ Nguyễn Cường đây là ông đực nở rộ lắm rồi. Cũng làm được một lứa chúa nay hoặc mai là nở. Làm từ hôm mùng 7. Làm từ hôm mùng 7 tháng 8. Là tháng 9. Làm từ hôm mùng 7 tháng 9. Thì cũng đã chia ra được một số đàn rồi. Mọi người có nhìn rõ hay không? Cũng thế 4. Nhiều người thì bảo là nó đông quá thì chỉ tổ khó làm. Đúng, nói chung mọi người đông thì khó làm lắm. Nó đông quá này rất là khó làm.
Xin chào mọi người. Có lại vượt quá thời gian mình không đăng lên được. Tôi xin chào mọi người nhé.